Ngày 20 tháng 10, con gái lục lại chiếc điện thoại của mẹ để rồi bật khóc vì tình yêu quá lớn mẹ đã dành cho mình trước lúc ra đi. Bên trong chiếc điện thoại cũ của mẹ có rất nhiều món đồ nhỏ nhặt đôi khi còn cũ kỹ hơn. Dù là cũ kỹ nhưng vẫn còn vấn vương lại rất nhiều hơi ấm của mẹ và chứa chan nhiều hoài niệm về một thời đã xa. Một thời còn có mẹ ở bên cạnh, một thời con dành thời gian làm những món đồ ngây ngô cho mẹ, một thời mẹ đã dành trọn tình yêu to lớn của mình cho con. Bên trong chiếc điện thoại cũ của mẹ có hình ảnh bông hoa len con tự móc, tự đan để tặng mẹ. Có hình ảnh của con trong tà áo trắng đến trường, hình ảnh tuổi học trò mà lúc nào mẹ cũng khen xinh. Có cả một tấm thiệp con viết tay nhân ngày của mẹ. Và có cả đôi dòng con gửi đến mẹ trong ngày 20 tháng 10 của một năm nào đó xa xưa. Những món đồ nhỏ xíu ấy, mẹ nâng niu và gìn giữ. Để mỗi lần nhớ con, mẹ đều lấy ra vuốt ve và đọc lại. Để mỗi lần con nhớ mẹ, con lại tìm về và nhớ tới một thời đã trôi xa. Một số chia sẻ được cộng đồng mạng để lại sau khi xem qua câu chuyện của cô gái. Vô tình thấy câu chuyện của chị, lướt ảnh tới đâu nước mắt em rơi tới đấy. Bất giác nhận ra mình phải cố gắng tạo nhiều kỷ niệm cùng mẹ nhất có thể. Vì đâu ai biết trước được gì sẽ đến vào ngày mai. Không biết vì sao mà xem câu chuyện của cậu mình cảm thấy cảm động quá. Tự nhiên cảm thấy hóa ra mấy năm nay quả thật mình vẫn chưa thương mẹ nhiều như những gì mẹ đã hy sinh cho mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.